Xin chào quý cô chú anh chị nha. Thì hôm bữa quý cô chú anh chị những cái hành lang ở ngoài lộ đây là chắc rất là nhiều đồ của cô Năm luôn. Nhưng mà hôm nay Tài ghé đây để thăm lại cô Năm thì Tài thấy là có đá, có cát nè. Thì nghe nói là cô Năm chuẩn bị xây toilet mới vậy đó quý cô chú anh chị. Ê cô Năm. Ơi xuống tóc hả cô Năm? Cô Năm xuống hồi nào á? Xuống Hồng Ngại qua. Cô Năm vô chùa hả? Vô chùa rồi, chùa Nhá Kéo rồi, giờ đây mình vô tiệm mình xuống. Dạ, cô Năm chuẩn bị đâu chạy hớn hang thở đây? Lại bẻ cái rô quánh mấy con chó nè, nó bươi đá. Bươi quá trời luôn hả cô Năm? Là hôm gà nhà hết cháy hả cô Năm? Hết rồi con, hết mừng ghê, hết bữa 4:09 giờ vô mới có tiếng hồ cháy tiếp á, còn ngưng luôn tới nay. Ngưng luôn là cô Năm mới xuống tóc ha. Mà mấy con trai cô Năm đi làm ha? Đi làm hết rồi con, đi chở đi kéo lúa hết rồi. Hèn chi con không thấy. Cô Năm có làm gì làm đi, để con đi vòng vòng xuống nhà xíu xíu. Ủa cô Năm, cát đá rồi, cô Năm làm gì đây? Xây nhà tắm. Xây toilet mới hả? Công ty bánh mía cho 12 triệu xây. Xây lại nhà tắm mới. Sướng ha. Ở đây là đống đồ gì ở đây cô Năm chưa dọn vô nữa hả? Đống bao cá. Đây là gạch này kia để xây toilet. Cho về lót nền trước. Anh Út chị Út cho cô Năm để mà lót cái nền phía trước này. Đi vô nhà cô Năm. Đi vô nhà. Nói chung là cô Năm cũng thực hiện cái lời hứa của mình ở quý cô chú anh chị, khi mà nhà hết chảy thì cô Năm cũng tiến hành để mà xuống tóc đó. Nhỏ cháu ngoại nó bị cục xương sống. Xương sống hả? Mẹ nó đi làm công ty. Ủa mẹ làm công ty mà cháu bị cục xương sống ta? Nó ở nhà nó còn nhỏ, nó còn học. Hai chị em không có đi làm hả chị? Mẹ mới được gửi chén về nãy giờ đi chợ với má. Sáng gửi chén được nhiêu? Sáng được chén rửa được 30.000. Đây là con dâu của cô Năm nè quý cô chú anh chị, thì hàng ngày buổi sáng là đi rửa chén, bữa nay rửa được 30.000. Chị Tư nay không đi làm hả chị Tư? Chị Tư nay không đi làm hả? Có ngày qua có đi vác chuối cho người ta, ngày qua được 2 tiếng đồng hồ. Làm gì? Vác chuối cho người ta, người ta đúng chuyến tay với mình vác. Được 2 tiếng đồng hồ. Vui không chị Hai? Vui không chị Tư chứ? Mọi người cũng rất là mừng vui luôn quý cô chú anh chị. Như cả nhà cũng đã nhìn thấy thì cô Năm đã đem đồ vô nhà rất là trang nghiêm hết rồi. Dạ. Được cô Năm, để con đi tham quan nhà cô Năm sơn lượt nha cô Năm. Đây là những cái vị trí mà hôm bữa vết tích còn. Đây đồ đẹp chắc vô nhà hết rồi, ngon lành rồi. Cửa chốt phen gài luôn. Đây là tôn để mà các toilet nè. Đây là giường của ông Nhật nè, hôm bữa dọn ra ngoài hết rồi đó. Nay đem đồ vô im mà em xui rồi, hết cháy hết gì rồi. Để coi cô Năm cắt cái toilet ở đâu đây. Đây là phần không gian bếp ga của cô Năm nè. Hôm bữa cháy một cái rồi, chắc cái bếp này bếp cũ nào nữa đây. Để nhớ là bữa cháy một cái bếp ga. Hôm bữa cháy ngay bếp ga ngay chỗ cái bàn này nào với cô chú anh chị. Hôm nay cái bếp ga này cũ không biết của ai đây. Còn nhà ở đây là nhà của bà Tư. Ủa cô Năm xây toilet ở đâu ta? Đây nhà của bà Tư bên lớn nè. Dừng vách lại luôn ha. Ổn rồi. Bữa là cháy vách này nè, cây cột á. Quý cô chú chị cũng thấy cái cột còn cái màu than đen nè. Cháy luôn, là banh vách này, banh vách này. Thì chị Tư hôm nay cũng làm đoạn mới rồi đó. Quá luôn. Dọn đồ vô đầy đủ hết hả chị? Dạ, em dọn vô hết nè. Ông Nhật mấy ông kia đi làm kéo lúa hết hả? Kéo gì, làm như mấy ngày mới về? Dạ, có khi con một tháng mấy mới về nhà anh. Trời ơi, tháng mấy luôn hả? Dạ. Có ngày cô Hai có qua chơi không? Cô Hai hả? Cô Hai nay đi đám ma rồi. Đi đám ma hả? Dạ, mấy bữa ba có điện hỏi thăm rồi. Thì cũng được rồi. Sáng nhà mình ăn gì chưa chị? Dạ chưa, sáng này không có chưa ăn luôn. Chưa hả? Cô Năm định cắt toilet đâu, cô Năm nãy con ra phía sau mà không thấy đâu. Ở ngay chỗ xài nước đó con. Là ngay cái lưu để cho hè nó ngăn. Ngay mấy cái lưu luôn hả? Ngăn chỗ cây me. Đối như vậy là bắt năm trai cũng đi kéo lúa với mấy anh luôn. Hổng gà ngủ ngon con. Ngon. Quá vui luôn ha.
Ngủ rụng tóc hết trơn ha. Tôi rụng tóc hơn. Không, cô nằm hứa mà, cô nằm hứa. Hứa mà phải làm chứ. Hết cũng xuống mà không hết cũng xuống. Vậy đó. Nói với cô chú anh chị thì vừa qua mọi người cũng nói là cô Năm sau hẳn đi xuống tóc đi. Thì bây giờ mọi người cũng thấy rồi nha, là lời hứa của cô Năm cũng thực hiện rồi đó nha. Đấy nghe anh Mạnh nói cô Năm tụng kinh gì cô Năm? Nó ghẹo á. Mạnh cứ ghẹo cô Năm biết à. Thấy ngà hết rồi ghẹo. Tóc toilet mới ở đâu cô Năm chỉ cho. Rồi nghe nhỏ có lưu nó gì mai, rồi. Ngày mai 7 giờ động đất rồi. 7 giờ rưỡi. 7 giờ rưỡi à. Dạ bye bye. Là mai 7 giờ rửa động đất luôn hả chị? Ừ. Gửi nó qua cho chú. Gửi đi, gửi cho mấy chú hả? Gửi cái gì? Gửi đâu có gửi gì đâu. Mấy nữa chú gửi lên chỗ em đâu biết không? Gửi cái gì? Gửi mấy cái quay cái lúa nè. Mấy là mấy hàng. Ủa mày không kéo lúa ở đâu? Mấy đứa con ở Đồng Tháp hả? Là kéo dưới bác Năm trai luôn. Ừ. Ba cha con. Ba người đi kéo lúa. Ba người đàn ông đi hết rồi. Còn mấy người phụ nữ với chị em ở nhà trong nhà. Có ba người. Còn có ba người đàn bà với mấy đứa nhỏ. Ủa tối cô Năm ngủ đây thì cô Năm thấy treo đồ quá trời nè. Đầu mượn máy sấy sấy đó, không có nắng rồi mắng đây nè. Cho nó khô rồi xếp. Không rồi đây mưa dữ không cô nè. Mưa. Mưa quá trời luôn ha. Coi nhớ nó giận nó bươi cát nữa kìa. Thiệt tình. Dựng hai nó lại quấn nó cắm đầu vô đó. Tao không có nói. Ủa rồi chưa có kêu gạch hả? Gạch chắc trở lại tới. Gạch ra gạch lót luôn rồi. Có cho đủ hết mà. Gạch lót nó chừng 5 thủng đó. Quý cô chú anh chị thì hôm nay thì Tài cũng vô tình đến đây để mà thăm lại nhà của cô Năm. Thì cô Năm cũng chia sẻ chung là mọi thứ đều là ok, ổn rõ hết rồi đó mọi người. Và được chú nào đó là cho một cái toilet nè. Cô Năm ngày mai bắt đầu cũng độn thổ để mà xây cái toilet luôn. Nhà thì cũng yên xôi thôi đó. Mấy anh trai trong gia đình thì như là bác Năm thì cũng đi làm để mà kiếm tiền này kia. Bữa phía trước này nè, rất là tầm luôn. Thì có bụi ngải trước nè, và hai bụi hổ và lưỡi hổ nè. Có ông Hằng Tà ở đây nè, quay vòng tròn đó. Mình có quay những cảnh clip đó, đó. Thì cục ông Tà đó đem đi liệm bỏ rồi đó. Còn cái bụi ngải đó thì đem quăng ở đâu cũng không cành luôn. Thì phía trước rất là trống trải luôn. Ở đây là mé bên hông nhà của dì Năm nè cả nhà. Nhưng mà hôm bữa nghe nói có vụ mà cây me gì đó, rất là ly kỳ luôn mà không biết nó nằm ở vị trí nào đó. Bây giờ Tài sẽ vào bên trong để mà hỏi dì Năm về cái vấn đề cây me đó, lại cái sự tích cây me đó, như là đốn cây me đó, để gửi đến cho quý cô chú anh chị mình rõ hơn. Tại vì người nhà thì kể rõ hơn mà những người ngoài, quý cô chú anh chị. Tiếp tục vào bên trong để mà tìm cô Năm. Cô Năm uống cà phê cô Năm. Ừ. Cô Năm dẫn con ra phía sau chút xíu được không cô Năm? Ừ, đây. Cô Năm đang uống cà phê với cô chú anh chị. Sẽ. Không phải là mình sợ cái biết cô chú anh chị. Tươi đẹp rồi. À, cô Năm, cái vị, tại vì nhiều người cũng hỏi con cái vị trí mà cái me ở đâu á cô Năm? Ừ, cái me của mình. Mình kể sơ về cái sự tích đó như là cô Năm. Ông thần thủ địa đây nè. À, cô Năm thờ ngay góc này luôn hả? Không có thờ. Và cái me hả? Cũng như ông thần thủ địa ngồi đây. Dạ. Còn mấy người sai xỉn cái tiểu đây trên đầu ông tức giận. Là ở trên công ty bánh mía, đứa cháu gái 29 tuổi. Thấy người ta lại kêu cô đó là phụ cứu đi. Khổ quá rồi, cháy hết rồi. Cái một đêm tới sáng và cô đó đang đi trị bệnh cho người ta, là cũng đi gái cúng dùm vậy đó, là cô đó nói chuyện với người anh được luôn nữa. Trời ơi, ghê cô Năm. Ừ, rồi bữa rồi mới đang đi gái cúng là ở đây có luồng khói quẩn
quặng khối luôn hả? Quặng quặng là cái quặng vậy đó. Bắt đầu cái đằng này dàn thấy nó trời cháy tới nữa rồi mới chạy lại chạy vô rồi cô 29 tuổi dẹt hết hai bên ha. Cái chạy ra mình cô đốt lại, cô đốt chụp cái thuốc thôi nha, hại người ta nhiêu đủ rồi, kêu tôi lại cứu tại sao còn đốt đầu người ta nữa. Đó là ông thằng thủ địa đây, ổng nói ai tiểu trên đầu ổng thầy muốn cho người đốt nhận lỗi, mà có biết ai. Còn mới cô Năm nói thôi tôi chủ gia nhà, thôi cho tôi nhận cái khuyết điểm đốt đi, đứng ra nhận ha, cũng tha thứ cho tôi đi. Bị nhà tôi kể ra người vô nhà đám tiệc, thôi mấy ông đó có lỗi hành phạt con nhiêu đây con cũng đủ biết rồi, thôi cho con xin là nhận lỗi đi. Gia đình con cũng quá khổ, con giờ không biết ai, giờ thôi cho con cũng như nhà con làm có lỗi đi, cho con xin lỗi đi. Dạ. Đó, rồi cái xin keo lần một được luôn. Một lần luôn là tới giờ là được luôn hả con? Tới giờ êm luôn. Là cây me đó là... Cây me là không có gì hết. Cây me là không có gì hết hả cô Năm bình thường ha? Cây me là không có gì hết. À là cây me ngay vị trí này hả? Ừ. Ồ, gốc cây me bự lắm quý cô chú anh chị. Như vậy là cái chị nói là cây me là không có gì hết. Cây me không có gì hết. Cô đốc nói nếu phải cây me có 5 người quỷ ở, trước khi lên mới tèm một nhánh là đã nó xô mình gãy cổ rồi. Không có gì hết. Cái me là phải có là làm liền chết đâu, mai 3 năm rồi đâu có. Chứ ông thần thủ địa đó, nó đái trên đầu người ta đái xuống đó. Đúng. Mới người ta tức giận. Ta thần thánh mà. Ờ, là mới người ta cho ngọn lửa đốt nhà cửa mình vậy đó. Rồi giờ biết cái lỗi thì nhận lỗi là người ta tha hồng. Đó, nhận lỗi rồi đó. Là em ru, thường thường thì trên nóc nhà rầm rầm, mai không có. Ngủ ngon thôi con. Mai không có nữa con. Dạ. Nay là không có nghe rầm rầm nữa. Nó rồi nhỏ thứ tư này cha nó đóng dắt cho nó vào vừa dọn đồ về ở rồi nè. Có cây cột không có tiền thay thôi. Ờ, cây cột đó mình kiếm cây trà mình đúng không? Để vô quay cây cột cho quý cô chú anh chị nhìn thấy luôn. Cây cột. Đây là quý cô chú anh chị. Cột mà bữa cháy đen cây cột mà. Một rồi nha cô Năm ơi. Ừ. Cột là một rồi. Cô Năm định xây toilet đâu cô Năm? Xây đây nè con. À, mình con sẽ... có coi cũng chỗ này nè, y như ông Út luôn. À là anh Út với chị cho coi là đúng chỗ luôn ha. Ừ, đúng chỗ luôn. Ngày mai mình động thổ đó luôn. Ừ, mai động đất đây nè. Dạ. Cách con đất là cách thảm vậy nè. Không có cho dính vô dốc này. Không cho dính vô, không có không được kè vô nhà trên của mình. Ừ. Dạ. Vậy là cái me là không liên quan không gì hết. Có... Ừ. Thôi. Đúng rồi, cô Năm đốt nhang là đốt giá ông thủ địa. Dạ. Ủa sao con không thấy cô Năm thỉnh thằng Tao Địa về hả cô Năm? Có, mới thỉnh về đó con. À, mới thỉnh về. Ừ. Nè, rồi bếp này nè con. À, đầy đủ hết rồi quý cô chú anh chị. Dần khung bếp ở đây nè. Ha. Dần bếp ở đây bị dần phá đất rồi, dần ở đây. Luôn nước thịt đem lại chất dần đây nè. Đừng có cho ai vô đó. Là vị trí này là cấm tuyệt đối luôn. Ừ. Rồi con chỗ này phải lấy miếng toan dựng ngang đây, đừng có cho nhà trên dòng thấy chỗ mình nấu ăn nấu uống, đừng cho mấy ổng nhìn thấy. Dạ. Đó. Quá trời luôn rồi. Rồi cái tấm thớt mà làm bằng cái gỗ me của cô Năm đâu hay cô Năm? Đem bỏ hả? Không có, ở đằng trước rồi. Ở đằng trước hả? Ừ. Vậy là cái vị trí này là mình không được. Ừ, không được sử dụng. Không được sử dụng tới. Ừ. Mình để nguyên. Đó, với cô chú anh chị. Để đi tìm cái tấm hớt mà gỗ me của cô Năm. Anh Vũ nói nãy giờ nó đi sao một cái vườn thôi. Thất me. Tới giờ còn chắc gụi luôn ha. Ừ. Dạ rồi. Đó, với cô chú anh chị thì vừa qua thì cô Năm cũng chia sẻ về cái gốc me đó, cũng như là cái vị trí nếu mà xảy ra ảnh hưởng đến căn nhà của cháy. Sau đây thì Tài cũng cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi cuộc trò chuyện của Tài và cô Năm. Sau đây thì Tài cũng xin phép và kết thúc video ở đây.